tù chó ở Ninh Giang đấy, bây giờ nó ăn nằm với bao nhiêu con gái đùm điếm với con gà già đấy. Sáng nay tôi đi về chỗ Hải Dương hoặc là tôi đi trên đường Thái Bình qua Vin đi, thế là tôi đang ở đấy, thế con chó này ăn nằm với con bắp già tớ có, và nó cạch mặt nhau không chơi với nhau 4-5 năm rồi, tôi không có biết gì nó. Con chó này là thằng trai bao mà nó biết tớ có tiền, nó cứ đi lên móc túi nhà tớ được bạn ạ, xong nó đi theo mấy con gái điếm trên da nhân thể con người, xong đi ra đạp gã xe của tớ. Tớ và chồng tớ ở trên Hà Nội không làm gì nó cả, thế là anh đi công tác, thế con chó này cứ đi ám sát vợ người ta, đề nghị mọi người xử bắn con chó này. Tôi đề nghị từ cổ chứ kim tôi chưa gặp thằng nào chí phèo như này, thằng nào dịch ép phát sida mà bạn, và con gái con điếm nghiện cái con Melly cứ đi con tù này là con gái hay điếm làm bao cao su bán hàng ở chợ đấy bạn. Thì mẹ mày của nó đi ăn đít với nhau xong quậy phá nhà tớ, tớ và nó không quen biết gì nhau, tớ đang ở với nhà chồng tớ, thế thằng phó mà con nghiện nó đít nhau xong ra chém vợ người ta các bạn. Tôi đề nghị mọi người ra chém con chó này cho tôi biết, thằng chó này thằng chí phèo nó bảo là đít mẹ mày, mày đéo bố mày đéo cho mày, đéo cho bố mày hiếp dâm bố mày, bắt mày đi làm gái ở dương gian để ăn mình ngủ như thế con người. Tớ ngày xưa tớ đi chụp hình cho model đấy bạn, thế tớ bị thẩm bị tớ bị bắt cóc đi, thế anh trai tớ xông ra bế ôm tớ thích ảnh từ 5 năm cũ cổ trang đấy, nó tù lên mạng internet ôm tớ mà ngủ với nhân thể con người, xong khi tớ và chẳng có biết ai cả, thằng tù này đi nhắm con đĩ chó đấy xong ra chém tớ các bạn, nó bắt tớ đi năng chỉ nuôi chúng nó, xong tớ đang đi ngoài đường này xong nó chặn xe cứ sự chém tớ, nó đẩy ngã xe, tớ định xử bắn ngay thằng tù chó này, bây giờ nó cứ đi bắt nạt tớ cho ma vương nhập hồn mà kéo tớ đi năng chỉ các bạn ạ.